Thực hư vụ sập bẫy liên hoàn 100 lần của nữ quái tên Mai, người đàn ông ở Hà Nội mất gần 10 tỷ. Hôm nay ngày 3 tháng 4, hiện trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau vụ việc như sau. Tạo lập ra 7 lừa đảo liên hoàn, đối tượng Lê Thị Tuyết Mai ở Hà Đông, Hà Nội đã chiếm đoạt của anh T gần 10 tỷ đồng. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV, rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể, chiều ngày 2 tháng 4, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Tuyết Mai, 38 tuổi ở quận Hà Đông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an xác định, vào năm 2012, Mai vay anh NDT, 42 tuổi ở quận Nam Từ Liêm 1,2 tỷ đồng, không tính lãi nhưng không có khả năng chi trả. Khi bị anh T đòi tiền, Mai giải thích tiền đã đem đi đầu tư vào việc đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc. Số tiền đang bị nợ động nên Mai đã đăng ký tên. Thông tin của anh T là người hưởng thụ khoản tiền khi giải quyết xong các thủ tục. Đến tháng 5 năm 2022, Mai giả giọng miền Nam gọi điện cho anh T, tự xưng là nhân viên lãnh sự quán Úc hỗ trợ anh T làm thủ tục nhận lại khoản tiền nợ động. Để nhận lại tiền, anh T phải đóng phí. Để tạo sự tin tưởng, Mai đưa anh T vào một nhóm chat mà ở đó tất cả các tài khoản tham gia đều do người phụ nữ này tạo ra với các chức vụ khác nhau tại đại sứ quán. Những tài khoản này nhắn tin qua lại với nhau về nội dung liên quan đến khoản tiền mà anh T được thụ hưởng. Do tin tưởng, nạn nhân đã đóng tiền theo yêu cầu, nhưng đều được thông báo gặp trục trặc, nộp muộn hoặc không đúng với mã số quy định, phải tiếp tục đóng tiền mới được lấy tiền về, nếu không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, anh T đã thực hiện khoảng 100 giao dịch với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Mai đã sử dụng để chi tiêu, sử dụng cá nhân hết. Còn bạn mình thấy sao về pha gài bẫy siêu tinh vi của nữ quái này? Ai đúng ai sai, bình luận ngay cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.